Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quỳnh Thơm, và ngày hôm nay thì mình sẽ review một chai nước hoa vẫn luôn được gọi là clone của MFK, đấy là Cloud by Ariana Grande. Tuy nhiên mình muốn mọi người nhìn nhận Cloud giống như là Cloud chứ không phải là một bản clone của MFK. Thừa nhận rằng mùi hương này cũng khá là giống với MFK, thế nhưng đối với cá nhân mình mà nói, mình thấy nó thơm hơn, dễ thương hơn, dễ dùng hơn, floral hơn, có nhiều sự biến chuyển hơn, nữ tính hơn, đáng yêu hơn nữa. Thì đối với cá nhân mình thì mình thích Cloud hơn là MFK. MFK thì nó có một cái mùi kim loại nó khá là nặng, còn Cloud thì nó thiên về mùi ngọt, dễ thương dành cho các cô gái hơn. Và trước khi bắt đầu review thì mình cũng muốn nói với mọi người, đấy là mình là fan hâm mộ của Ariana Grande, không phải là một fan hâm mộ bình thường mà là rất hâm mộ. Tuy nhiên điều đấy sẽ không ảnh hưởng gì đến việc review nước hoa của mình. Mình cũng sẽ review chai nước hoa này một cách chân thật nhất. Lúc đầu khi mà mình mua chai nước hoa này thì mình đã nghĩ rằng mình muốn có một mùi ngọt tựa tựa như MFK, thế nhưng mà mình không muốn giữ lại cái mùi gọi là quá gắt, hơi thiên về tanh một chút của MFK. Và khi mà mình thực sự ngửi Ariana Grande Cloud thì nó là một mùi hương phức tạp hơn MFK rất là nhiều. Thực sự là mình thích chai nước hoa này hơn. Ngoài ra nữa thì mình cũng thích cái design này của Cloud hơn là cái chai MFK, vì cái này rất là dễ thương, thực sự là nó rất là đẹp. Vậy thì đầu tiên mọi người hãy cùng xem qua bao bì. Trên tay mình hiện tại đang là Ariana Grande Cloud. Sorry mọi người vì mình unbox quá nhiều nên mình đã bị chảy máu tay. Trong này sẽ bao gồm 3 chai, có những thông tin gì thì ghi ở mặt sau. Bây giờ mình sẽ bóc seal nhé. Xinh quá. Mọi người xem trước chai shower gel nhé, 100ml shower gel. Đây, các thông tin như này. Cái gift set này mà đem đi tặng thì phải gọi là quá đẹp, quá là đẹp luôn. Đây là kem dưỡng da, quá đẹp. Cái chai của nó sẽ chỉ là như thế này thôi, nhưng mà cái này là kiểu như cái giá đỡ ấy, hình đám mây nên là trông nó rất là xinh. Trời ơi, thực sự là đây là một cái thiết kế mà mình có thể nói là một trong những thiết kế chai nước hoa xinh nhất mọi thời đại luôn ấy. Nó dễ thương dã man. Nếu mà không có cái mây này cũng đã dễ thương rồi. Nó tròn giống như là chai Chance của Chanel ấy. Chữ Ariana Grande thì được dập nổi màu bạc. Ở dưới thì có một cái tem Eau de Parfum, các thông tin vân vân. Quá là đẹp luôn. Phần đám mây này mình đoán là được làm từ nhựa mica. Không phải mica đâu, này là nhựa thường thôi mà cũng khá là cứng. Nếu mà chỉ để như thế này thôi trông giống chai Chance dã man. Phần đỡ này là làm bằng cao su, nó rất là mềm. Đây mọi người xem này, nên là nó rất là đáng yêu. Ui mình thích cái này lắm, mình thích cái ngoại hình của nó dã man. Thì đây chính là ngoại hình của Ariana Grande Cloud. Cloud của Ariana Grande thì đã được sản xuất vào năm 2018, và đây cũng là chai nước hoa nổi tiếng nhất của Ariana Grande, cũng như là chai nước hoa đã đem về rất là nhiều giải thưởng. Mùi chủ đạo của Cloud sẽ là một mùi hương thiên về gourmand, kiểu mùi hương đồ ăn, mùi hương ngọt ngào vanilla, và nó đến từ hai nốt hương whipped cream và praline, là một loại kẹo hạt. Thì đúng là nó có mùi hương tương tự như là các loại kẹo, và đây cũng là điểm giống lớn nhất của Cloud đối với MFK, đó là một mùi hương ngọt, một mùi hương đường rất là cuốn hút. Tuy nhiên là mùi hương đường trong chai này nó không phải là kiểu đường cháy giống như là MFK 540. Và thứ hai nữa là mình cũng không biết bằng cách nào mà chai này ở một số thời điểm nhất định sẽ có một cái vị hơi kim loại nhẹ giống như là MFK 540, cũng là một điều khiến mình khá là bất ngờ, bởi vì mọi người nhìn những thành phần ở trên Focatica thì sẽ không có saffron, không có ambroxan, nó không phải là những cái nốt hương tạo ra được cái mùi tanh và mùi hơi kim loại như là hai nốt hương này mang lại trong chai MFK 540. Chai này không hề có, thế nhưng mà ở một vài thời điểm trong quá trình xịt thì chúng ta sẽ cảm nhận được một chút cái vị như thế, và mình cũng không biết là họ làm bằng cách nào. Nếu nói rằng cái vị tanh đấy là hơi kiểu tanh của xạ thì mình thấy nó cũng không giống lắm, nên là mình cũng không biết là bằng cách nào. Và mình nghĩ rằng đó chính là lý do mà mọi người liên tưởng đến MFK 540 khi mà sử dụng chai nước hoa Cloud. Còn đối với mình, khi mà mình nhìn về MFK như MFK, nhìn về Cloud như Cloud, thì hai chai này độ giống nhau nó chỉ là một chút thôi, và mình thích Cloud hơn rất là nhiều, nó nữ tính hơn rất là nhiều. Và giữa hai chai đấy thì mình nghĩ rằng mình sẽ giữ lại chai Cloud chứ không phải MFK. Điều khiến cho mình thích Cloud hơn MFK và cũng là lý do mà khiến cho mình cảm thấy nó thực sự không phải là clone, và gọi như thế thì thực sự là hơi quá đối với chai này, đấy là Cloud nó là một mùi hương ngọt, ngọt ngào vô cùng, đến từ kẹo hạnh nhân. Kẹo hạt thì hương ngọt đấy đã là một cái hương ngọt nó rất là gây nghiện rồi, và nó không phải là một kiểu ngọt cháy giống như MFK. Bên cạnh đó mình cảm nhận được cái mùi whipped cream là một cái vị kem béo, không phải là một kiểu gây kiểu hơi buồn nôn đâu, mà nó là kiểu vị kem béo khi mà mình ăn bánh kem hoặc là mình ăn kem gì đấy, tạo ra một cái cảm giác rất là gourmand, giống như là mình đang
đi ăn kem mà có thêm kem tươi ở bên trên, kiểu kiểu như vậy. Và thêm một nốt hương nữa mà thực sự là một sở thích của mình, đấy là nốt hương dừa. Và ngay từ khi mà mình xịt chai này lần đầu tiên là mình đã cảm nhận được mùi dừa ở trong này rồi, và mình đã kiểu wow, thực sự là rất là thích. Bởi vì mình rất là thích nốt hương dừa trong nước hoa, kể cả là vỏ dừa hay là cốt dừa, thì nó đều đem lại một cảm giác rất là dễ thương. Mọi người có thể liên tưởng đến cái vị thơm của dừa khi mà chúng ta ăn dừa khô ấy. Đó chính là một cái hương vị rất là gây nghiện trong đồ ăn, và khi mà đưa vào nước hoa nó cũng là một kiểu gu man rất là gây nghiện nữa. Và mình biết rằng Ariana Grande thì thường hay làm những chai nước hoa rất là thiên về mùi gu man, mùi hương mà kiểu ngửi thôi là muốn ăn rồi ấy. Thì đây là một sáng tạo vô cùng tuyệt vời. Một điều nữa mà mình thấy ở chai nước hoa này đấy là những nốt hương ở trong chai này mình đều có thể ngửi được. Ngoài ba cái nốt hương chính và rất là dễ dàng có thể ngửi ra được, đó là whipped cream, praline và dừa, thì mình có thể cảm nhận được một chút độ dày nhẹ của xạ. Bên cạnh đó là một chút mùi hương hoa lan nhẹ nhẹ khi mà chúng ta để ý đến khía cạnh floral của chai nước hoa này. Và một điều bất ngờ nữa ở đây đấy là mình thấy nó có lavender. Thì hoải hương là một nốt hương được dùng trong rất nhiều những chai nước hoa nam, vì vậy khi mà đưa vào những chai nước hoa nữ thì cần phải được điều chế một cách rất là cẩn thận, nếu không thì sẽ tạo ra một cái cảm giác hơi bị thiếu đi sự nữ tính. Thì cái cách mà lavender thể hiện trong chai nước hoa này nó cũng khiến cho mình bất ngờ, bởi vì mình không có ngửi ra được mùi lavender nguyên bản của nó, nhưng mà lavender được sử dụng trong chai nước hoa này nó đã hòa quyện với những mùi hương khác và nó tạo ra một cảm giác như là sữa tắm, như là dầu gội đầu. Đầu tiên mình đã tưởng tượng ra chai nước hoa này là nó rất là giống với một cái mùi dầu gội đầu nào đấy, bởi vì nó là một cái tổ hợp của rất là nhiều những nốt hương khác nhau và nó hòa quyện rất là tốt. Nhưng mình thật sự không thể nào nhớ ra được cái mùi dầu gội đầu nào là giống với chai này. Đầu tiên mình đã nghĩ liệu có phải là nó hơi giống với cái mùi Palmolive ngày xưa không, vì hồi đấy mình nhớ là dầu gội đầu của Palmolive là thơm nhất luôn ấy. Trời ơi, mỗi lần gội cái dầu đấy xong ấy thì kiểu như tất cả mọi người đều hỏi là ui làm cái gì mà thơm thế thơm thế. Nhưng mà sau này thì Palmolive cũng đã thay đổi công thức và nó đã không còn cái mùi đấy nữa. Thì mình suy nghĩ là mình không chắc là có phải cái mùi này cũng na ná với cái mùi Palmolive ngày xưa không, bởi vì mình không còn nhớ mùi Palmolive nó như thế nào nữa. Nhưng mà nó thực sự là dựa vào các nốt hương lavender ấy, nó tạo ra một cái cảm giác sạch sẽ và nó khiến mình liên tưởng đến dầu gội đầu. Chính vì thế khi mà xịt chai nước hoa này ấy, một phần là nó là một cái mùi ngọt đậm và nó gây ấn tượng, nhưng mà mình có cảm giác như là nếu mọi người ngửi thấy mùi này ở trên người mình thì mọi người cũng chỉ nghĩ đó là một loại dầu gội đầu rất thơm thôi và cảm giác nó rất là tự nhiên. Nhưng mà mình cũng hơi tiếc là cái kiểu mà mix rất là nhiều mùi với nhau tạo thành một kiểu hơi giống dầu gội đầu đấy nó cũng chỉ được một lúc thôi, và càng về sau thì nó càng chủ yếu là những nốt hương ngọt và khi mà đến cuối thì nó là những nốt hương hoa nhẹ nhàng. Sau đó mình cũng suy nghĩ là không biết nó có phải là giống với dầu gội đầu Pantene không, thì cũng không phải Pantene. Mình đang nói cái Pantene ngày xưa ấy, khi mà nó còn có rất là nhiều tinh dầu ấy, còn thời nay tất cả các chai dầu gội đầu ở ngoài siêu thị sao mà nó toàn những cái mùi nhạt nhòa ấy, cứ làm sao ấy. Mình không còn dùng những cái chai ngoài siêu thị đấy nữa mà mình có một loại dầu gội đầu riêng của mình, nhưng mà lâu lâu mình cũng ngửi thử lại thì mình thấy nó cứ không còn như ngày xưa. Ví dụ như ngày xưa mọi người thấy có Pantene này, Palmolive, mùi nó rất là đậm và nó rất là ấn tượng, nhưng bây giờ thì không còn được như xưa nữa. Mình lại dễ liên tưởng chai này với một cái mùi mà mọi người có biết cái kiểu dầu cặp mà gội đầu ở ngoài tiệm ấy, mình còn không biết cái dầu cặp đấy là của hãng gì nữa, nhưng mà nó là một cái mùi vanilla rất là đậm, và sau khi mà gội cái dầu cặp đấy ở tiệm xong về thì nó rõ ràng là kiểu cả thế giới đi qua đều biết là bạn vừa mới đi gội đầu về ấy. Và nó rất là đậm, nó cũng rất là thơm và rất là kích thích, rất là cuốn hút và rất là gây nghiện nữa. Đây là một cái kiểu mang lại cái cảm giác như thế, nhưng mà dĩ nhiên là cái mùi dầu gội đầu đấy thì không bao giờ có cửa mà so được với Cloud, với Ariana Grande, bởi vì mùi này nó cực kỳ là, nói tiếng Anh là sophisticated, rất là phức tạp và nó cũng rất là tinh tế. Tuy rằng nốt hương quả lê này, rồi nốt hương gỗ và nốt hương cam chanh nó không thể hiện được nhiều, nhưng bạn vẫn có thể ngửi ra được và nó cứ thoắt ẩn thoắt hiện và nó điểm xuyết và nó hỗ trợ cho những nốt hương khác được hòa quyện một cách tốt hơn và thể hiện được một cái mùi hương cực kỳ phức tạp, và nói thật là rất là khó để mô tả để cho mọi người có thể cảm nhận được cái sự phức tạp và cái sự biến chuyển tuyệt vời của chai nước hoa này. Ngọt ngào có, hương hoa có, độ dày có, độ tỏa độ bám rất ok, có sự dịu dàng, có sự nữ tính, phù hợp với nữ và cực kỳ nịnh mũi và dễ thương, cũng như là dễ chịu hơn MFK 540 rất là nhiều. Chai này nó vừa đẹp, nó vừa nữ tính và nó vừa thơm, hội tụ gần như tất cả những gì tuyệt vời nhất của một chai nước hoa ngọt ngào và gourmand dành cho nữ. Cái kiểu ngọt của bánh kẹo, của kẹo dừa, rồi whipped cream nó vừa đủ và nó vẫn có những nốt hoa floral nhất định để tạo nên cái sự nữ tính và cũng sexy, nhưng mà sexy một cách đầy thanh lịch. Thực sự là không có gì để chê về chai nước hoa này. Tất nhiên là độ bám thì sẽ không thể nào mà bằng với MFK. Độ bám của MFK thì nó là vô địch rồi, nhưng mà chai này nó cũng bám được khoảng tầm 9 tiếng. Mình nghĩ là như thế là cũng đã quá đủ rồi, tại vì nếu mà bám quá lâu thì đến cuối ngày cũng vẫn phải đi tắm thôi mà. Mình nghĩ đây là một sự lựa chọn rất là tuyệt vời dành cho những ai yêu thích mùi ngọt này, mùi gourmand, mùi kẹo bánh, mùi mà có thể lên tưởng đến đồ ăn, cảm giác người mà phát là muốn ăn luôn. Những ai mà thích mùi hương dừa ở trong nước hoa nữa, một mùi ngọt béo ngậy nhưng mà vẫn có sự thư giãn và một cảm giác sạch sẽ nhờ vào lavender, những nốt hương hoa và quả góp mặt trong chai nước hoa này, thì mình nghĩ đối với những
những bạn mà giống như mình yêu thích mùi ngọt, thích những nốt hương mà ngọt kiểu gourmand, sexy mà vẫn thanh lịch, mà một mùi hương đến từ những thứ như là bánh kẹo này và có một chút độ béo như là whipped cream, như là đến từ dừa, và đang tìm kiếm một mùi hương dành cho mùa thu mùa đông, thì đây sẽ là một sự lựa chọn có thể nói là rất tuyệt vời nếu như không nhìn vào giá, không nhìn vào độ nổi tiếng, không nhìn luôn vào tinh thần fan hâm mộ của mình. Bởi vì mình cũng hâm mộ Francis Cajun không kém gì Ariana Grande, mình sẽ lựa chọn chai này chứ không phải chai Baccarat Rouge 540, bởi vì chai này nữ tính hơn rất nhiều, thanh lịch hơn rất nhiều và dễ thương hơn rất là nhiều nữa. Và trong quá trình sử dụng thì như thường lệ mình cũng đã ghi lại sự biến chuyển của mùi hương này theo giờ, và bây giờ thì mình sẽ báo cáo với mọi người. Trong tiếng đầu tiên sau khi mà xịt chai nước hoa này, ngay lập tức cảm nhận được một hương hoa floral và có một chút cam chanh, và cũng là cái cảm nhận đầu tiên của mình khi mà lần đầu tiên ngửi cái nốt hương đầu tiên sau khi mà vừa mới xịt ra, đó là nó rất là giống với dầu gội đầu. Và mùi dầu gội đầu đó như thế nào thì mình cũng vừa mới nói với mọi người rồi, nó có độ powdery và có kèm thêm floral và lavender tạo nên một chút sự sạch sẽ rất là nữ tính. Càng ngửi thì càng cảm thấy một cái mùi hương hoa, một hương floral nó trải dài, nó tươi mát. Nếu các bạn để ý thì rất là nhiều các sản phẩm sử dụng cho tóc như là dầu gội đầu đều sử dụng một lượng oải hương nhất định, và có lẽ là chai này đã pick up được cái sự sạch sẽ và thư giãn từ cái cách làm lavender trong các chai dầu gội đầu. Và ngay lập tức thì mình nghĩ trời ơi, nó không có giống với MFK Baccarat 540 gì, bởi vì Baccarat Rouge 540 nó là một cái mùi đường cháy, còn cái này là một mùi ngọt 50% và 50% còn lại là một cánh đồng hoa trải dài vô cùng nữ tính. Khoảng tầm một lúc sau thì nốt hương dừa bắt đầu hiện ra. Ngay khi mà mình bắt được cái nốt hương dừa thì mình đã kiểu fall in love với chai nước hoa này luôn, bởi vì mình vô cùng thích nốt hương dừa trong nước hoa. Và độ tỏa ban đầu nó cũng rất là đỉnh, độ tỏa lớn, nó mạnh, nó phiêu đầy mũi và nó cũng có một cái độ sộc mạnh. Độ tỏa lúc ban đầu là không thua kém gì bất cứ chai nước hoa nào, nó khá là mạnh đấy. Sau khoảng tầm 1 giờ thì mình xịt ở đây, khi mà mình ngửi sát vào đây thì mình sẽ thấy một cái mùi ngọt, một mùi ngọt từ đường, một mùi ngọt từ kẹo hạt, ngọt theo kiểu ngọt ngào chứ không phải là kiểu ngọt đậm hay là ngọt đường cháy đâu. Nó ngọt như kiểu đồ ăn, như là bạn ngửi một chiếc kẹo hạt đấy, kẹo hạnh nhân chẳng hạn. Còn khi mà mình ngửi thoang thoảng trên cả cái cánh tay của mình ấy thì mình thấy được một cái mùi hương floral như ban đầu, nhưng bây giờ nó có một cái độ tỏa nhẹ, mùi floral chạy dọc cánh tay, nó vừa thoang thoảng một mùi ngọt và vừa thoang thoảng một mùi hoa, và đồng thời nó cũng có một chút vị đanh nữa, và nó cũng đi kèm với một cái hương trong trẻo tựa như là dầu gội. Sau 2 giờ thì mùi ngọt tựa như kẹo đấy nó đã bắt đầu giảm dần, và bây giờ thì chủ yếu chúng ta thấy được một mùi hoa, nó kết hợp cùng với cả cái nền xạ và nó có độ dày nhất định, nó thoang thoảng rất là mùi rất là ok. Sau 4 giờ thì mùi hương bắt đầu nhạt dần rồi, và bây giờ thì chủ yếu là thoang thoảng mùi hoa. Nếu mà người hỏi mình mùi hoa đấy nó như thế nào thì nó là một mùi kiểu như tựa như là hoa lan, nhưng mà nó có độ béo và nó cũng có độ ngọt. Đến giờ thứ 6 thì lúc này là cái khoảnh khắc mà mình nói trước đây, đấy là khoảnh khắc có một chút cái mùi kim loại của Baccarat Rouge 540, và mình không biết bằng cách nào mà nó lại có một cái mùi như thế ở trong một cái khoảnh khắc như thế này, và đấy là sau 6 tiếng nha mọi người. Tuy nhiên là cái vị hơi kim loại một chút này nó là chỉ có một chút thôi, nó rất là ít và nó không đáng kể, chủ yếu vẫn là một mùi hoa thoang thoảng. Sau 7 giờ và 8 giờ thì cái mùi mà hơi kim loại đấy, mà một số bạn hay gọi là mùi bệnh viện ấy, thì nó bắt đầu rõ hơn một chút nữa, và lúc này là cái khoảnh khắc mà mình thấy nó giống với MFK nhất, cực kỳ giống, vừa ngọt vừa có hoa nè, và có cả cái mùi nước sát trùng đấy nữa. Sau 9 giờ thì không còn nước sát trùng gì nữa, không còn kim loại gì nữa, mà chỉ còn một chút hương hoa thoáng nhẹ ở trên da, và người rất sát mới thấy về hoàn toàn là intimate rồi, và mình có thể kết luận đấy là chai nước hoa này kéo dài được tầm 9 tiếng. Và mùa đông thì sẽ không có gì tuyệt vời hơn là có một loại kem dưỡng da mà có chứa luôn cái nước hoa mà mình thích, thì trong video này mình cũng sẽ review luôn chai kem dưỡng da của Ariana Grande Cloud và chai sữa tắm cùng dòng, xem là mùi hương ở trong hai chai này thì nó biến đổi như thế nào so với chai nước hoa. Đồng thời sẽ review luôn những khía cạnh khác. Thì đối với mình, chai dưỡng ẩm này của Cloud ấy, khả năng dưỡng nó cũng bình thường, nhưng được cái là không bị bết dính. Thì có một số loại kem dưỡng mà trong mùa đông ấy có cho rất là nhiều shea butter hoặc là cho rất là nhiều các cái thành phần dưỡng và nó khá là dính, cho nên khi mà body và mình mặc đồ vào ấy thì nó tạo ra một cái cảm giác hơi dính dính, hơi khó chịu. Và mình nghĩ đó cũng là cái lý do lớn nhất khiến cho chúng ta đôi khi là rất là lười bôi kem dưỡng, là vì nó cứ bị dính dính. Thì cái này được cái là không bị dính. Còn về mùi hương thì nó nhẹ nhàng hơn mùi nước hoa rất là nhiều, kiểu cực nhẹ luôn ấy. Mùi hương chỉ được tầm intimate thôi, trong khi nước hoa thì đậm mùi đường và mùi ngọt đến từ
kẹo hơn, thì này lại thiên về mùi hoa hơn, và có lẽ là mùi ngọt chỉ chiếm một chút thôi, chủ yếu là mùi hoa nhẹ nhàng thơm ngát và ở cái mức độ tỏa phải ngửi sát vào da mới thấy. Và cái mùi hương đấy mình nghĩ là chỉ kéo dài được khoảng tầm 30 phút thôi. Thế cho nên ấy, mình nghĩ cái chai dưỡng ẩm này nó sẽ là một cái base cho cái này được bám lâu hơn. Ví dụ như mình có thể sử dụng một chút dưỡng ẩm trước để tạo một cái độ ẩm cho da, đúng không? Cái chai này nó lại còn giống dầu gội đầu hơn cả cái chai Cloud nước hoa nữa. Mùi nó rất là nhẹ nhàng và nó giống như là vừa mới gội đầu và cảm giác rất là sẽ. Thực sự là mùi này thì nếu mà nó bán được lâu hơn thì mình thực sự rất là thích. Nhưng mà cảm giác này chỉ bán được tầm 30 phút, nếu mà hên ra thì được một tiếng là cùng thôi. Thì có lẽ là cái này mình chỉ có thể dùng để làm một cái lớp base cho chai nước hoa, sau đấy là xịt đè cái này lên để cho cái mùi nước hoa nó bám được lâu hơn. Nhưng mà nói thật là cái chai này nó đã bám rất là lâu rồi, chẳng cần phải có kem dưỡng hay gì cả, nó đã bám được 9 tiếng rồi. Cho nên là cái này có bôi thêm thì cũng không thực sự cần thiết lắm. Nếu mà mọi người muốn một cái mùi thiên về mùi hoa thơm giống như là dầu gội đầu Palmolive, Benteen ngày xưa kiểu kiểu đấy, dầu cặp thì mọi người ấy, nếu mà mọi người biết cái tên của dầu cặp đấy là gì thì hãy comment cho mình biết đấy. Mình không thể nào mà mình nhớ được. Cái lần cuối cùng mình gọi dầu cặp chắc là phải cả chục năm trước. Mình không thể nào nhớ được và biết được cái tên của cái chai đấy là gì. Đại loại là nó tương tự với cái mùi vani trong mấy cái chai đấy. Đây là một cái mùi mà nó gần như là bỏ hết những cái kẹo hạnh nhân, kẹo hạt ở trong cái chai này, và chủ yếu là để lại cái mùi hoa và cái mùi dừa kết hợp cùng với lavender, ngọt nhẹ nhàng, không phải kiểu ngọt gắt, giống như là ngửi vào cái whipped cream ấy. Mình thấy cái độ creamy, mình cảm giác là cái kem đấy nó khiến cho mình cảm nhận cái vị ngọt, kèm theo đó nữa là những cái nốt hương hoa và còn có cả cái nốt hương kiểu sạch sẽ của lavender nữa. Chỉ là nó ít đi cái mùi kẹo hạt ở trong này thôi, và cái này thiên về hoa hơn. Thì nếu mà cái chai body cream này nó giữ được mùi lâu hơn thì thực sự là mình còn thích cái này hơn cả cái này. Nhưng mà không sao, bởi vì cái mùi kẹo hạt nếu mà bạn cảm thấy nó quá đậm ấy thì cũng không phải lo lắng, bởi vì sau 2 tiếng nó sẽ nhạt bớt đi khá khá và chủ yếu là để lại cái mùi hoa giống như thế này thôi. Cho nên là đây là một option các bạn có thể cân nhắc, hãy dùng nó vì nó không biết dính, rất là ok trong mùa đông. Còn nếu mà muốn một cái mùi hương thực sự lâu dài thì có lẽ là chỉ có thể sử dụng nước hoa. Đối với chai sữa tắm thì mùi hương nó cũng khác với cả mùi nước hoa và mùi kem dưỡng thể. Mùi sữa tắm khi mà mình đổ ra thì cảm giác nó là một mùi bánh kem siêu đậm, nó ít mùi hoa hơn và chủ yếu là mùi bánh kem thôi. Về chất lượng sữa tắm thì cũng rất là tốt, nó cũng làm mềm da, mịn da và độ lưu hương cũng được khoảng 1 tiếng sau khi tắm. Vừa rồi là những review của mình về chai nước hoa Ariana Grande Cloud và hai chai đi kèm trong set của nó là sữa tắm và kem dưỡng thể. Mình chỉ có thể kết luận lại một câu, đấy là mình thực sự rất là thích chai Cloud này và mùi hương này của Ariana Grande. Đây là một mùi hương được làm vô cùng tuyệt vời. Dự kiến là mùa đông năm nay chắc là mình cũng sẽ sử dụng chai này khá khá. Tại vì mình đã lỡ mua nó đúng vào dịp hè và mình phải đợi đến khi trời mát để xịt cái này cho nó thoải mái. Và nếu như mà các bạn đang lăn tăn giữa MFK Baccarat Rouge 540 và Ariana Grande Cloud thì mình mong rằng mọi người đừng nhìn Cloud giống như là một bản clone của MFK nữa, bởi vì chai đấy nó không floral được như thế này. Chai này thì nữ tính hơn rất là nhiều và có lẽ là cũng ít người sử dụng hơn nữa, nên là đây có thể là một lựa chọn mà mọi người có thể cân nhắc với một mức giá tốt hơn rất nhiều. Thì thực sự không có gì để chê về Ariana Grande Cloud cả. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video của mình và mọi người cũng có thể tham khảo review của mình về MFK Baccarat Rouge 540 cũng như là chai xịt tóc của nó và một số video khác ở trên màn hình. Đừng quên cho mình một like, một subscribe và comment cho mình biết cảm nghĩ của mọi người nha. Bye bye.